Hello, xin chào các nghệ sĩ. Tôi đang có mặt ở Hồ Nhật Đàm của Đài Loan. Hồ Nhật Đàm có diện tích 8 km², nằm trên độ cao 750m so với mực nước biển. Đây là một hồ nước ngọt rất là trong và rất là đẹp. Nơi đây là có công rất lớn của Thường Giới Thạch khi mà ông đã đến đây thăm hồ và đã cho cải tạo lại nối hai hồ nhỏ, tức là hồ Nhật và hồ Nguyệt, trở thành một hồ lớn khá thông với nhau là hồ Nhật Nguyệt. Quý vị có thể thấy là nước rất là trong xanh, và người dân Trung Quốc đại lục đến đây thì người ta tham quan hồ Nhật Nguyệt rất là nhiều. Quý vị có thể thấy là nơi đây là có khách sạn Hàm Bích. Quý vị có thể thấy bên tay phải tôi đây là khách sạn Hàm Bích, là khách sạn do Thường Giới Thạch xây, 152 khách sạn tổng thống trên khắp Đài Loan. Khách sạn Hàm Bích là có giá 4.000 đô một đêm. Quý vị có tưởng tượng được 4.000 đô một đêm, và ở trong là đồ đạc là hoàn toàn là bằng vàng, do là ngày xưa là bà Tống Mỹ Linh là vợ của Thường Giới Thạch là bị dị ứng với các đồ inox. Người dân Đài Loan thì rất là thân thiện. Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp với tôi các thắng cảnh khác của Đài Loan nhé.